Nếu như trước đây, vào dịp đầu năm tại các đình đền chùa, việc đặt tiền giọt dầu, tiền đặt lễ tràn lan bừa bãi, thậm chí người dân nhét tiền vào tay tượng Phật, thánh, bình hoa, mâm lễ, thả ao hồ, gây phản cảm, thì thời gian trở lại đây, tình trạng này đã được cải thiện rõ nét. Năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên đán, anh Long ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên cũng đều sắp xếp thời gian để đi lễ chùa đầu năm. Và thay vì giải tiền ở tất cả các ban lễ, anh chỉ đặt tiền ở hòm công đức tại ban chính, thể hiện tấm lòng thành của mình. Theo mình thì sẽ đặt vào trong hòm công đức thì để cho những người trong chùa người ta sẽ làm cho nó dễ hơn và nó cũng ở trên cái ban nó sạch sẽ hơn. Với bà Cải ở thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu cũng vậy. Khi đi lễ chùa, thấy đặt hòm công đức ở các ban lễ thì bà sẽ đặt tiền vào đó bởi theo bà, nó vừa thể hiện sự thành tâm lại vừa thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm. Có cái hòm công đức thì cho tiền vào đấy thì là nó đẹp hơn là mình để ra các ban như thế. Giải ra các ban như thế thì nó cũng không trông nó không hay lắm. Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của dân tộc, kèm với đó là chút công đức, tiền giọt dầu, thể hiện tấm lòng thành, đóng góp để cải tạo, tu bổ đình đền chùa. Theo khảo sát của chúng tôi tại một số đền chùa, cơ sở tín ngưỡng lớn trên địa bàn tỉnh như chùa Chuông, chùa Hiến, thành phố Hưng Yên, chùa Tiên Tường, chùa Phúc Lâm Tiên Quán, huyện Kim Động, việc giải tiền giọt dầu khắp nơi đã giảm so với mọi năm. Hiện tượng cài, thả tiền, ném tiền lẻ tại các di tích giảm đáng kể. Thay bằng việc đặt tiền lẻ bừa bãi, nhiều người đã công đức tại bàn đón tiếp hoặc chỉ đặt tiền tại chính điện, tạo thuận lợi cho công tác quản lý của các đền chùa, xây dựng văn minh khi tham gia lễ hội, đi lễ chùa. Dù rằng đồng tiền to hay đồng tiền bé đặt vào thể hiện sự tôn kính thì chúng ta phải đặt đúng nơi chỗ, còn dắt lên các cái hoa quả rồi các cái nơi chỗ khác nó sẽ không đẹp. Đưa vào hòm cúng công đức rồi nhưng cũng muốn có giọt dầu cho yên tâm thì chúng ta đặt đúng nơi quy định của nhà đền, nhà chùa. Chúng ta đều thực hiện như vậy thì tự dưng vào chùa nó có cái gì đẹp lắm, nó trang nghiêm. Đặt tiền giọt dầu là một nét văn hóa đẹp khi đi lễ chùa. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đặt tiền giọt dầu đúng cách. Bên cạnh việc nhiều người dân khi đi lễ chùa đã có nhận thức đúng, chuyển biến tích cực, đặt tiền giọt dầu đúng cách, thì vẫn còn một bộ phận người dân giải tiền lung tung, làm mất đi giá trị đồng tiền Việt Nam, cùng tâm lý phô trương, khoe của, hối lộ thần linh.